Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở con máy này ra cho anh em xem nó có chức năng gì nhá. Đây là cái phiếu này, là cái phiếu xuất này, phiếu bảo hành của Mitsubishi này, và cái phiếu xuất hàng của nó này, nó nằm trong này. Mình sẽ ghi bảo hành cho khách hàng ở đây. Đây là mã số seri của máy đó. Đây, máy cũng có những gì đây. Siêu bọc này, phía sau này là có dây điện này, ống nước này, ống đồng này, mắt lưng này đó. Còn dưới này là catalog và remote nằm đây đó, nằm trong này hết, đi theo máy hết đó. Đó là máy mới của Nhật, trông nó sẽ như vậy. Tháo cái xốp này ra ha. Dàn lạnh nặng 8 kg này, năm 2023 này, cuối 2023 đầu 2024 đó, năm thương mại 2024 đó, Mitsubishi Electric dòng tiêu chuẩn. Con này xài thì 20 năm nữa thì mới hư được, khó hư lắm. Đó. Thì con này nó sẽ có những chức năng chính như là, đầu tiên ấy, là thứ nhất ấy, là inverter, thứ hai là sưởi, thứ ba là làm lạnh, thứ tư là quạt gió, thứ năm là hút ẩm, cân bằng ẩm đó, rồi thứ sáu là chức năng là tự động rửa dàn bằng nước ngưng, thứ bảy là cơ chế sấy dàn, 8 là chống nấm mốc ẩm đó, và thứ 9 là chức năng ngủ ngon, thứ 10 là cái quạt gió nó thổi lên trên trần nhà ấy, nó sẽ tránh được cái gió khi mà nó thổi trực tiếp vào cơ thể mình đó. Và dàn lạnh của máy ấy, được mạ một lớp chống bám bẩn, chống bám dầu mỡ, và cái nó sẽ rửa trôi toàn bộ những cái bụi bẩn, với lại là rêu mốc bám vào trong dàn lạnh nó, nên là dàn của nó sẽ không có bao giờ bị rêu mốc bám đâu nha, tại vì nó sau khi hoạt động xong nó còn có cả cơ chế sấy dàn nữa, sau khi làm lạnh xong nó còn sấy dàn nữa này. Đó, lưới và dàn toàn bộ đầy đủ hết, nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện đó. Dàn nóng của máy này, dàn nóng ký hiệu là MUCZG2223 đó, điện 100V, ống 610 đó. Phía sau bên hông nguyên siêu này chưa đó, đồng
cái nắp ra rồi. Thì đây, mở nắp con miếng xốp chặn đây để giữ cái này. Đây, đây. Cái miếng này. Rồi cái này ra ha. Tạm vào đây. Đó. Đó. Hàng Nhật mới bên zin đó. Kìa, miếng tôn là mới cóng keng chưa? Ống đồng đỏ rực bên trong chưa? Quá đã. Này, chạy biết bao giờ cho hỏng được chứ. Đó. Mã dàn nóng đây. Nặng 19 kg. Công suất 0,6 kW, chạy tần số 50-60 Hz, ga R32 0,46 kg. Đó. Đây này, còn nguyên này. Đó, sàn nhôm đằng sau quá đẹp nhá. Con này vận chuyển là ok. Con này mình đánh giá là trong quá trình vận chuyển là ok này. Sàn đẹp quá trời luôn. Cái này là cái chắn nước vào này. Quá đẹp. Giá bán thì mọi người sẽ ngạc nhiên với nó luôn ạ. Sẽ rất là ngạc nhiên. Như mình đã nói rồi thì mình vẫn nhắc lại một lần nữa, thì máy này á là nó có những cái chức năng cơ bản, dòng tiêu chuẩn của Mitsubishi thì nó có những cái chức năng cơ bản. Thứ nhất đấy là chức năng tiết kiệm điện inverter, sử dụng một đêm trong vòng 10 tiếng ấy, nếu mà để nhiệt độ khoảng chừng là từ 26 cho đến là 28 độ đến 30 độ đi, thì nó chỉ hết là chưa đầy 3 kW điện trong vòng một đêm 10 tiếng. Đó. Còn cái chức năng nữa là chức năng là tự động vệ sinh dàn bằng nước ngưng. Nó sẽ dùng chính cái nước ngưng trong quá trình làm lạnh để nó tích điện và diệt sạch những cái vi khuẩn và rêu mốc bám trên dàn lạnh này. Thì trong phòng sẽ không có mùi hôi hay là nấm mốc gì cả. Dàn sẽ rất là sạch. Đó. Và sau khi nó vệ sinh dàn nước ngưng xong nó sẽ sấy khô dàn để dàn nó không ẩm nữa và không có rêu mốc nào mọc nổi khi mà nó sấy khô dàn như vậy. Đó, và sấy khô dàn nó sẽ không, nó sẽ sấy rất là hay, cơ chế rất là hay, nó không làm tăng nhiệt độ của phòng lên. Đó. Và chức năng nữa là chức năng hút ẩm này, sưởi này, làm lạnh nhanh này, ngủ ngon này, hẹn giờ bật tắt này. Đó, nó là những cái chức năng tiêu chuẩn và cơ bản như vậy. Còn cái nữa là cái tránh gió này của nó được thiết kế rất là đặc biệt, khi mà vận hành ấy nó sẽ thổi gió từ trên trần nhà thổi xuống dưới đất, sẽ không bị xối thẳng vào cơ thể mình, không bị đau họng, không bị khô da. Đó. Và cái chức năng bù ẩm của nó nữa, nó có thêm một chức năng nữa là bù ẩm, thì nó sẽ không bao giờ có trường hợp là khô da như mình nói hay là đau họng. Phòng lúc nào cũng có độ ẩm nó thích hợp là khoảng chừng là 50-60%, không quá ẩm mà cũng không quá khô, rất tốt cho da, tốt cho trẻ em và người lớn tuổi.